Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui mừng gặp lại mọi người trong video của Lee's Perfume Review và Cảm nhận nước hoa. Video ngày hôm nay là một video rất là đặc biệt. Một Lĩnh sẽ đem đến mọi người một mùi hương unisex. Mà một mùi hương này có thể nói là làm mưa, làm gió, rồi nổi cồn cào và mọi người tìm kiếm nó rất là nhiều. Đó, thì ngày hôm nay Lĩnh sẽ quyết định làm cái video này. Đáng ra đó là ngày đầu tiên mà có được cái chai này Lĩnh đã muốn làm rồi, nhưng mà đúng là thật sự Lĩnh muốn trải nghiệm cái mùi hương này thật sự cho nó xác đáng nhất có thể, để Lĩnh nói một cách chân thật nhất, để coi nó có giống như lời đồn mà mọi người hay tìm kiếm hay không. Thì ngày hôm nay á, trong một cái thương hiệu rất là nổi tiếng hiện nay tại Pháp và cũng như Âu Châu, đó chính là Thomas Cosmalat Paris đó. Và với cái ấn bản mà mọi người tìm kiếm nhiều nhất, cái nhà này á, có tất cả rất là nhiều và được đánh dấu cái tất cả những edition bằng cái con số, giống như là Lelabo mà có Lelabo số này số kia vậy đó. Thì con cái trong cái nhà này là cái nhà Thomas Cosmalat này á, thì nó từ là giống như phiên bản Lĩnh cầm trên tay á, là phiên bản Après l'amour của No 4 này, giống như là number four đó, mọi người thấy không đó, All the Perfume đó. Thì đây là một cái phiên bản mà mọi người tìm kiếm rất là nhiều, cũng như tìm thông tin, cũng như là tìm những cái gì đó trải nghiệm để mọi người để mọi người biết được là nó có giống như lời đồn hay không này nọ vậy đó. Đây mọi người, đó, thấy chưa, Made in France. Và đây là một trong những thương hiệu được ra đời vào năm 2014 cơ, nó không phải là nó mới đây xanh sau, nhưng mà gì không, nó khi đó thì chưa có ai biết đến cái nhà Thomas Cosmalat này hết á. Chỉ là gần đây nhất hãng cho ra phiên bản number 4, number 7 and number 10, đó là số 4, số 7 và số 10, là ba phiên bản nó được yêu thích rất là nhiều. Bởi vì và nổi trội nhất cũng giống như là trong Christian Dior, mà có Dior Sauvage, có Chanel, có Chanel Coco Mademoiselle and Bleu de Chanel, cũng như là trong Nasomato, cái tập 95 vừa rồi là giới thiệu cũng vậy đó. Rất là nhiều phiên bản của Nasomato, nhưng nổi tiếng nhất là Narcotic V, Enduro and Black Afghano đó. Thì giống nhà Thomas Cosmalat này thì có ở number 4, số 4 và number 7, số 7 và number 10, số 10 đó. Và phiên bản Afro Lamo này là một trong những phiên bản, bởi vì nó được nói là nó được hãng cho là giống Le Labo A13 and là giống là Baccarat Rouge 540 phiên bản trắng Eau de Parfum, cho nên nó được người ta lùng sục rất là nhiều, bởi vì hai phiên bản này á, là hai phiên bản có mùi rất là tốt luôn đó. Tốt đến mức độ á, mà mọi người không có tưởng tượng được á, là nó làm phải hot như vậy, phải được mọi người rần rần tìm như vậy đó. Thì đây là một trong những phiên bản mà mọi người đang tìm và Lĩnh đang cầm đó. Ok, bây giờ Lĩnh cho mọi người nhìn cái chai bên trong nha. Đây cũng giống cái kiểu giống như Lelabo đó, cái kiểu vậy đó, kiểu giống như là đó, cái chai dung dịch này kia vậy đó, trong phòng thí nghiệm vậy đó. Nó đơn giản chỉ có vậy thôi, nó không có gì hết. Đây đó, trên nắp nó cũng vậy đó. Ok, yes, and more. Đó. Cái nắp này á, được làm rất là nặng tay nha, mình rất là thích nha, kiểu làm rất là chắc chắn, rất là nặng tay, rất là xịn sò luôn á. Giật cái nắp ra thôi nghe mùi là thấy biết mạnh luôn á, mùi thơm giống cái cảm giác giật cái nắp chai này ra, giống cảm giác giật cái nắp chai Tom Ford Ombre Leather á, Lĩnh có cảm giác giống hệt vậy. Và bây giờ là Lĩnh sẽ xịt nó ra và nói tiếp. Cái vòi xịt rất là chất lượng nha mọi người. Cái vòi xịt rất là phun sương giống hệt cái vòi của chai Dior Sauvage của Christian Dior. Phun sương nhẹ xìu luôn và phun rất là mịn luôn và rất là bay luôn. Oh my god. Mùi hương. Wow. Đây không phải là một mùi hương mới lạ gì mà Lĩnh không từng biết mà wow quá nhiều. Nhưng mà Lĩnh lần nào tiếp xúc nó thì Lĩnh cũng cảm thấy là cảm giác rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì đúng cảm giác của một người dùng nước hoa cũng như chơi nước hoa thì Lĩnh cảm thấy có phần nào đó người ta nói là đúng, và có những phần nào đó mà Lĩnh cần nghĩ là cần phải nói để mọi người biết hơn. Thì đó, cũng như Lĩnh đã nói, thì Lĩnh nghĩ là mọi người sẽ, nếu như mà mọi người được sử dụng cái mùi này thì có phần nào sẽ đồng ý với hãng, hoặc mọi người hay truyền nhau là nó sẽ có phần giống Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum và nó có phần giống Le Labo A13. Nhưng ở cái phiên bản này, cái opening của nó ra nha, không đơn giản như Baccarat
mà nhẹ nhàng nịnh mũi cuốn hút, hoặc là Lelabo A13 mà kiểu mà gỗ gỗ mịn mịn đâu nha. Cái opening của nó được mở đầu bởi tiêu hồng và lá chanh, cho nên nó sọc vào mặt chúng ta một cái mùi vừa mạnh vừa đậm, nhưng nó có một cái cảm giác the mát mát của lá chanh, hơi xanh xanh của lá chanh nữa, và cho chúng ta một cái cảm giác rõ ràng là mùi tiêu. Và mùi tiêu ở cái chai này làm rất là thật nha, thật, và nó rất là kiểu như là hơi bị, nếu người nào mà diễn mùi tiêu là hơi bị khó chịu luôn á. Cái mùi tiêu này, nếu bạn nào không thích cái hương vị gia vị hương vị mà tiêu trong nước hoa thì nên cẩn trọng chai này, bởi cái opening chai này tiêu rất là mạnh đó. Và cũng giống như bao lần mà Linh được trải nghiệm cái chai này á, thì cho đến ngày hôm nay thì cũng bán cũng khá rồi đó, chứ cũng cả hơn dạ hơn mười mấy chai rồi. Thì quyết định là mới là cũng có dùng rồi đó, còn quyết định là bắt đầu là khui mở chiếc cho mọi người sử dụng đó, 10ml cho mọi người biết như thế nào đó. Thì giá thành rất là tốt, nó một cái phiên bản hơn 3 triệu cho 100ml và dưới 400.000 cho 10ml đó. Mọi người cứ liên hệ với Lĩnh thì để Lĩnh tư vấn ship hàng cho mọi người thêm, inbox riêng ở Zalo và hotline 0835627248 nha. Còn bây giờ thì Lĩnh nói thêm là cái mùi hương này sau khi tiêu hồng và lá chanh nó được lắng xuống, nó lắng xuống chứ nó không hết nha, nó nhẹ đi một xíu thôi, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt gặp rõ ràng là Baccarat Rosana 40 có trong đó, bởi vì long diên hương trong cái chai này rất là dày và rất là đậm đó. Cái long diên hương trong cái chai này thật sự nghe, khi mình cầm cái chai này lên, mình với cái tầm giá này mình không nghĩ long diên hương trong cái chai này nó lại tốt đến như vậy, vừa dày vừa nhiều và vừa rất là rõ ràng cái nốt long diên hương đó. Long diên hương mênh mông luôn và lan tỏa cái kiểu rất là rộng luôn, bám rất là khủng và tỏa rất là khiếp phải nói là bám tỏa khủng khiếp đó. Thì cái mùi này lúc mà nó khoảng cỡ 30 phút hay là gần một tiếng á, nó sẽ bắt đầu giống cái Baccarat Rosana 40 nha, nó hơi có cảm giác cho chúng ta ngọt ngọt và tươi sáng lấp lánh vui vẻ hương thơm kiểu vậy. Và rồi sau đó cái dry down về á, thì cái tiêu và lá chanh đó nó vẫn còn nguyên vẹn, không bớt một tí nào, nó không hết một tí nào, nó còn yên nguyên luôn. Và lúc đó nó sẽ chuyển dần sang cho chúng ta một cái cảm giác hơi gỗ và hơi gỗ gỗ một xíu. Và cái gỗ ở đây á, là cái cảm giác gỗ đúng như Lelabo A13 luôn đó. Cho nên là nó làm cho chúng ta một cái cảm giác mà nửa kiểu nửa ngờ nửa vực á, kiểu nửa quen nửa lạ. Mình đã nghe cái mùi này ở đâu, ủa mà cái mùi này ở đâu chưa từng nghe, kiểu vậy đó. Tại vì nó nửa giống Lelabo A13 với 540 nhưng mà nó lại có tiêu và lá chanh trong này, nó làm cho chúng ta kiểu cảm giác bị lan man ủa. Nhưng mà nghĩ là nếu như mà mọi người muốn có một trải nghiệm mới, ngoại trừ Baccarat Rosana 40, ngoại trừ Lelabo A13 thì Afrelamo number 4 là một lựa chọn rất là tốt nha. Và Lĩnh bắt đầu nói tới cái phần độ bám tỏa và thời hoàn cảnh sử dụng. Độ bám tỏa của chai này cho 2 slot hoặc 3 slot đó, thì nó tầm khoảng là hơn 14 tiếng từ sáng cho đến tận tối. Lĩnh xịt cái chai này lần đầu tiên Lĩnh xịt trên cổ tay nha, một slot duy nhất từ sáng cho tới trưa về đi chợ về rửa mặt xong rồi các kiểu, và bắt đầu là ăn cơm, tắm rửa, chiều đi tập gym về tắm xong vô vẫn còn mùi đó. Xịt một số thôi, lỡ ngủ quên đắp cái mền nó bám trên cái mền đó từ mấy ngày sau mới hết, kiểu như vậy. Bám tỏa rất là kinh khủng khiếp. Còn cái hoàn cảnh sử dụng thì cái chai này á thì nó rất là dễ dùng cho tất cả các dịp, nó đi tiệc cũng được, đi chơi cũng được, cà phê hẹn hò cũng được, nhưng không được dùng vào mùa quá nóng bởi mùi hương này có nốt tiêu rất là gây khó chịu khi vào mùa nóng. Ok đó, thì giống như Lĩnh xin nhắc lại đó, giống như các bạn mà muốn có một cái trải nghiệm mới lạ hơn nữa ngoài Lelabo A13, ngoài Baccarat Rosana 40 thì Afrelamo là number 4 là một trong những trải nghiệm tốt với giá thành tốt và mùi hương niche sang trọng bám tỏ khủng, có thể đáp ứng được nhu cầu của các bạn mong muốn đó, giống như kiểu chúng ta bỏ tiền vừa phải nhưng mùi hương là vượt trội hơn số tiền luôn đó, kiểu vậy đó. Còn những cái ngày nóng thì chúng ta khoan đừng có dùng cái mùi này bởi vì nó rất là ngột thật sự đó. Thomas Kosmalat rất là tài ba, một nhà làm mùi rất là trẻ thôi
và xuất hiện trên thị trường nước hoa, thế giới nước hoa rất là sớm thôi, muộn thôi, nhưng nhanh chóng hiệu ứng mang đến người tiêu dùng rất là sớm và được người tiêu dùng đón nhận rất là nồng nhiệt. Thế cho nên tất cả những number giống như là number 10, 2, 3, 4, 7, and 9, and 8, and 10, tất cả những con số đều được mọi người yêu thích. Và hiện nay thì hiện cho tận thời điểm bây giờ thì tất cả các số hầu như đã có ở Việt Nam rồi đó. Và các bạn và lĩnh chọn một mùi tiêu biểu nhất cũng như rầm rộ nhất đó để giới thiệu đến mọi người thôi, chứ thật sự cũng lĩnh có rất là nhiều mùi khác đó. Number khác ngoài number 4 thì còn nhiều đó. Và cái em này, và nếu mà gọi là ở phần techno đó, thì cái mùi hương này nó sẽ không già, và theo lĩnh thì nó không tuổi, nó không già, nó không trẻ, nam hoặc nữ bao nhiêu tuổi dùng cũng được, nhưng chỉ định không dùng mùa quá nóng đó, vậy thôi. Và những người không thích nốt tiêu đó. Và cái chai này á, thì lĩnh nhắc lại là với phân khúc là hơn 3 triệu một xíu cho 100ml và gần dưới 400.000 cho 10ml đó, thì lĩnh sẽ mọi người muốn mua hàng thì gặp lĩnh qua Zalo và hotline 0835627248 đó, gặp lĩnh tư vấn thêm cho nha. Rồi video đến đây thì lĩnh nghĩ là hợp lý rồi, đầy đủ rồi đó. Mọi người hãy subscribe kênh và share video, hay là and có thấy cái gì đó thiếu sót thì mọi người comment bên dưới nha, để lĩnh nói chuyện với mọi người hơn đó, tiếp xúc gần mọi người hơn. Và cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha, chào mọi người nha, hẹn gặp lại trong những video sau chất lượng hơn, hot hơn và mới hơn.